Thưa quý vị, thời gian qua thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều những thông tin về Covid-19, và mới đây nhất thì là câu chuyện từ thiện giúp đỡ người nghèo trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam khi mà đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đến những câu chuyện liên quan đến những tấm giấy thông hành để đi qua chốt kiểm dịch, hay là những câu chuyện về tiêm vaccine phòng Covid-19 như thế nào. Vâng, và chúng ta thấy là mạng xã hội chính là nơi chia sẻ những thông tin của tất cả chúng ta. Tất cả mọi các câu chuyện thì đều có thể là được đăng tải lên trên mạng xã hội và được mọi người cùng tham gia bình luận. Và nhiều người xem mạng xã hội thì cho rằng là đây là một cái nơi giao tiếp phổ biến hiện nay, họ có thể nắm bắt thông tin của người thân bạn bè cũng như là của mọi đất nước trên thế giới. Thế nên mới có những cái câu chuyện giữa khóc giữa cười khi có những người là suốt ngày chỉ đăng tải những cái thông tin, những hình ảnh chia sẻ lên trên mạng xã hội, và một bộ phận không nhỏ trong đó thì có thói quen đó chính là hay khoe khoang ở trên mạng xã hội chẳng hạn. Nếu như đó là một niềm vui, một hạnh phúc cần những lời chúc phúc thì chúng ta cũng không bàn ở đây. Tuy nhiên, gần đây thì có những cái câu chuyện về khoe lên mạng xã hội là xe sang, nhà đẹp hay là những túi sách, rồi là những trang bị xịn sò cho bản thân của mình ngày càng trở nên phổ biến hơn, và tất cả thì khoe những cái mối quan hệ đặc biệt ở đây thì cũng đang ảnh hưởng ít nhiều đến người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là đối với trẻ con cũng như là các trẻ vị thành niên trong thời điểm này. Vâng, thật ra thưa quý vị, đối với cá nhân bản thân Khánh Phương thì Phương thấy như thế này, thực ra mạng xã hội là một cái kênh thông tin riêng của mỗi cá nhân, cho nên vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó vì mục đích cá nhân của mình. Và bất kỳ ai cũng vậy, chúng ta có thể thích, có thể không thích, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng cái quyền cá nhân của họ, miễn là nó không ảnh hưởng và nó không lan truyền những cái thông điệp, những cái hình ảnh tiêu cực ảnh hưởng đến cộng đồng. Như việc mà chúng ta khoe xe sang, khoe đồ hiệu, khoe tất tần tật những gì mà chúng ta có, nếu như thực sự là có điều kiện, thì Khánh Phương thấy cái việc khoe khoang đó nó không hề xấu. Đối với cá nhân của mình thấy nó không hề xấu. Xấu hay chăng là ở do cái cách nhìn của cái người mà đọc thấy những cái bài viết đó, họ nhìn thấy những bài viết đó thì cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ trong con người họ có nổi lên hay không, và ảnh hưởng xấu đến chính suy nghĩ và cái hành động của họ hay không. Cái xấu là xấu ở chỗ đó. Dạ. Còn cái việc mà người ta có khoe đi chăng nữa thì Phương thấy không xấu, miễn là hồi nãy Phương cũng đã chia sẻ rồi, nó không ảnh hưởng hoặc là nó không tạo ra những cái tiền lệ xấu làm cho mọi người nhìn vào đó rồi phê phán cả bản thân chúng ta, rồi gia đình chúng ta, rồi những người thân xung quanh, mà họ là những người hoàn toàn vô tội, đúng không Vân Trang? Vâng ạ. Đấy là một cái quan điểm mà em rất là đồng ý với chị Khánh Phương, bởi vì bản thân họ là những người mà kể cả như là họ không có những điều đó mà họ khoe lên mạng xã hội để phục vụ mục đích của họ. Em biết rằng có rất là nhiều người họ cần phải làm một cái hình ảnh ở trên mạng xã hội, bởi vì hình ảnh đó ảnh hưởng trực tiếp tới nghề nghiệp, công việc của họ. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là họ cũng đã mang lại rất là nhiều những cái lợi ích cho họ. Ví dụ như em thấy nghệ sĩ này, họ bắt buộc phải làm hình ảnh, họ phải khoe những hình ảnh lộng lẫy nhất của họ ở trên sân khấu, họ phải thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội, thì từ đó họ mới có được những cái hình ảnh, có được những cái cơ hội làm việc, và từ đó thì cũng có cơ hội kiếm tiền. Em nghĩ rằng là chỉ đơn giản ở một việc, đó là chúng ta làm thế nào để cái kết quả, cái hệ quả mà việc mà chúng ta mang lên mạng xã hội chia sẻ những cái hình ảnh đó, nó không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, không ảnh hưởng tới chính công việc của mình là được. Đó cũng chính là cái quan điểm của em. Vâng, Phương cũng rất là đồng ý với lại quan điểm của Vân Trang. Và nhất là trong cái thời buổi mà dịch Covid-19 đang có những cái chiều hướng diễn biến phức tạp, cứ mỗi ngày lên trên mạng xã hội chúng ta lướt Facebook hoặc là chúng ta tìm về những trang báo mạng chúng ta đọc, thì chúng ta sẽ thấy là có quá nhiều những thông tin tiêu cực, những không thông tin mà nó không được tốt về tình hình dịch bệnh ở trong nước. Như là tuần vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy, trong ngày 18 tháng 7 thì chúng ta đã ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục ở tại đất nước của chúng ta kể từ khi đầu dịch, tức là từ tháng 12 của năm 2019 cho đến thời điểm này, thì chúng ta đã có là hơn 5.000 ca nhiễm, mà ở tại Sài Gòn là ghi nhận 4.700 ca. Vì vậy Phương thấy là trong thời điểm dịch bệnh và chúng ta luôn đón nhận những cái thông tin mà chưa có được khả quan lắm về tình hình dịch, thì chúng ta nên sử dụng mạng xã hội của chúng ta để lan truyền những cái thông tin tích cực và qua đó trấn an mọi người, hơn là cái việc mà chúng ta dựa vào đó để làm cho mọi người cảm thấy là hoang mang hơn, cảm thấy lo lắng hơn trước tình hình dịch bệnh, thì đó cũng là điều chúng ta nên xem lại. Bởi vì thực ra mạng xã hội là cái nơi, như Phương đã nói từ ban đầu rồi, đó là cái kênh thông tin cá nhân của mình, không ai cấm chúng ta làm những cái gì mà chúng ta thích cả. Thế nhưng mà bản thân của chúng ta cũng phải tự ý thức được là cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người khác và cái gì có thể đem lại những cái giá trị tích cực cho người khác. Dạ vâng, và như chị Phương nói thì có lẽ là việc chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách thoải mái nhưng mà phải có chừng mực.
Khi nãy Trang nói một ý thì Phương Thảo cũng rất là thích về cái suy nghĩ của Trang như vậy. Có nghĩa rằng là chúng ta bắt buộc phải làm hình ảnh bây giờ không chỉ là công việc của người nổi tiếng đâu, mà Phương Thảo thấy là ngay cả chính công việc của chúng ta đây này, thì khi mà mình làm hình ảnh thì mọi người mới biết được rằng là mình đi dẫn ở đâu và cái chất lượng hình ảnh của mình, rồi kể cả là những cái chương trình mà mình tham gia như thế nào. Hay là khi mà Thảo nói chuyện với lại một người chị làm trong việc là tư vấn bảo hiểm đấy, thì chị bảo là không phải mình các MC, các biên tập viên mới phải làm hình ảnh đâu, mà bọn chị cũng phải làm hình ảnh để tạo cái sự uy tín của bản thân của mình ở đó. Và ít ra thì khi mà mình trao đổi với họ, mình cũng biết được là Facebook của họ liên tục hoạt động và đã có là những khách hàng đã mua bảo hiểm của họ như thế nào, rồi là cái cách mà họ trao đổi tư vấn với các khách hàng của họ như thế nào, thì bắt buộc là họ phải làm hình ảnh. Nhưng mà việc mà làm hình ảnh thì nó phải đi kèm với một cái việc là cái số lượng đăng tải những cái bài viết nó sẽ hơi bị nhiều một tí. Ví dụ như bản thân trang cá nhân của Phương Thảo thì đôi khi Thảo nghĩ đến cái việc mà nếu mà ngày nào mình cũng đăng thông tin là tôi rất là cố gắng trong cái công việc của mình, thì đến một lúc thì mọi người sẽ dạ, bị không, toàn bị ảnh thả thính thôi. Nhưng mà bởi vì em đang nói Trang, em đang nói em hả Trang? Dạ không, em nói chị Thảo mà. Không, ý của Phương Thảo là mình có thể đăng những hình đi làm nhưng mà kèm theo những cái và chú thích ảnh ấy, thì nó có phần hơi hài hước hoặc là vui nhộn một tí, để mọi người ví dụ như đọc vào trong cái thông tin của mình, đôi khi họ cũng không bị phản cảm. Ví dụ như là Thảo nghĩ rằng là nếu mà một người mà cứ suốt ngày đăng ảnh là tôi rất là cố gắng trong công việc, hay là tôi là một người làm xuất sắc gì đấy, thì một hai cái post đầu tiên thôi, qua cái post thứ ba là mọi người đã bắt đầu cảm thấy rằng là hình như mình đang bị bội thực bởi cái hình ảnh của người này. Nhưng mà nếu Thảo nghĩ là đăng một cái gì đó mà nó vui một tí để cho mọi người có thể bình luận và cảm thấy là thoải mái trong đó, thì cái điều đó nó cũng không quá thành vấn đề, đúng không ạ? Vâng ạ. Trang thì Trang có ý kiến như thế nào? Em ý kiến gì ạ? Thực ra tại vì Phương thấy á, tại sao Phương lại hỏi Trang cái câu này thưa quý vị? Bởi vì nếu như quý vị mà biết được Facebook của Trang thì quý vị sẽ thấy là mỗi ngày Trang đều có những hình ảnh cực kỳ đẹp và những cái caption cực kỳ độc lạ luôn. Mà bản thân của Phương á, là cũng một người rất là thích sưu tầm caption, nhưng mà mỗi lần nhìn qua Facebook của Vân Trang nha, là mình thấy là cả một bầu trời caption mà mình cần phải sưu tầm. Thực ra em nghĩ rằng là chị cũng có những caption như thế nhưng mà chị không dám đăng bởi vì đăng là bị chồng mắng, đúng không? Còn em là cô đơn, caption nào em đúng rồi, caption nào em chẳng dám đăng. Nhưng mà cái thực ra ở đây em nghĩ cái mà quan trọng nhất là để thu hút mọi người. Ảnh thì ảnh nào cũng phải lung linh rồi, bởi vì mình đã up ảnh lên trên Facebook thì mình phải đẹp, đúng không? Phải đẹp rồi. Thế nhưng mà quan trọng là cái caption này nó có vui không, bởi vì em thấy rằng là tổ chức sản xuất của mình nha, nếu mà dùng cái trang Facebook của chị mà vào Facebook cá nhân của em thì toàn ha ha thôi, chứ không có một cái nào khác ngoài cái trạng thái ha ha cả. Cái ảnh nào, cái status nào chị cũng ha ha. Thật ra đôi khi mọi người cứ bảo em thả thính, nhưng mà không phải, em đã nói rồi, em mang niềm vui đến cho mọi người thôi, chứ đúng còn rồi. Việc thả thính thì em đâu có quan trọng. Và Phương thấy là mỗi người đều có một cái mục đích riêng khi mà sử dụng cái Facebook cá nhân của mình. Giống như Trang thì Trang hay sử dụng để thả thính, đúng không? Còn như không thì em mục đích chính là để mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi để mang lại niềm vui cho mọi người. Và Phương Thảo thì cũng là một cái mục đích là để xây dựng cái hình ảnh cá nhân của mình mỗi lúc đi dẫn, đúng không? Thật ra là Phương thấy là dạ, ở trong thưa quý vị, Phương nghe trong show tay đạo diễn có bảo là Phương khoe đồ ăn, nhưng mà thực ra không phải. Cái thời kỳ mà giãn cách, mà hình như Phương nhớ là đợt đầu tiên mà Hà Nội giãn cách theo chỉ thị số 16 á, thì mình cũng có tận dụng những cái thời gian rảnh của mình để mình khoe những cái bài đăng về hình ảnh nấu ăn, mình nấu ăn ở nhà. Và thực ra cái mục đích của Phương không phải là chỉ để khoe đâu, mà qua đó khi mà mình có một cái mục tiêu là mỗi ngày mình post một món ăn như vậy thì mình sẽ giết chết những cái thời gian nhàm chán của mình ở nhà. Còn này, cái đợt này em biết tại sao chị không đăng rồi, vì chị bận ngủ. Vâng, thưa quý vị, thôi bây giờ mình bỏ qua cái việc nấu ăn hay bỏ qua cái việc ngủ đi, nhưng mà quay lại cái việc là chúng ta nên sử dụng cái trang Facebook cá nhân của mình như thế nào, thì Phương và cả hai MC ở đây đều có chung quan điểm là miễn chúng ta sử dụng nó vì cái mục đích thứ nhất là nó không đem lại cái sự ảnh hưởng xấu đến mọi người, nó không tạo ra những cái tiền lệ xấu trong xã hội, thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng và nói những gì chúng ta nghĩ, và cái quan trọng hơn nữa là miễn nó không ảnh hưởng đến pháp luật, đúng dạ, không vâng, Trang đúng chúng vậy. Ta có quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng mà chúng ta nên biết đâu là cái điểm dừng và đâu là những cái mà có thể gây những cái ảnh hưởng xấu khi mà người ta nhìn thấy cái status của mình, người ta nhìn thấy cái hình ảnh của mình, mà người ta lỡ như có những cái mà kiểu như là cái tính ganh tị, cái tính đố kỵ, hay là
kiểu là nếu như là Phương thì Phương sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái điều đó có thể xảy ra, bởi vì thực ra chúng ta không cấm người ta, người ta không cấm được mình đăng cái gì, nhưng mà chúng ta không cấm được người ta nhận xét cái gì về mình, đúng không? Cho nên thực ra nếu như mà chúng ta có thể hạn chế được những cái bài đăng tiêu cực, những bài đăng ảnh hưởng đến người khác, thì đó là một cái việc mà chúng ta cũng cần nên cân nhắc rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng ạ, và có lẽ rằng là quý vị và các bạn cũng cần nên chú ý khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội, mặc dù là chúng ta vẫn trên tinh thần là đạt được mục tiêu của chúng ta và không ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng là khi mà mình sử dụng mạng xã hội thì cũng tránh để ảnh hưởng tới cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mình, bằng việc là nếu như mọi người cứ lên trên mạng xã hội để phán xét rồi là để vào những cái câu chuyện cãi nhau. Em thấy rằng đơn giản nhất như trong cái đợt dịch Covid-19 này có rất là nhiều những câu chuyện để mọi người dân mạng mang ra mổ xẻ cãi nhau, như là việc là chúng ta giải cứu nông sản như thế nào này, chúng ta có dùng từ giải cứu hay không này, rồi giá bán như thế nào, rồi câu chuyện là nằm ở giường cách ly vân vân, rất là nhiều những câu chuyện sau khi mà up lên mạng xã hội thì mọi người đều vào để rồi chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Chia sẻ thì không sao, nhưng mà nếu chúng ta để vượt qua cái ranh giới chia sẻ thành cãi nhau trên mạng xã hội thì tự nhiên nó cũng mua việc vào cho bản thân mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải kiểm soát nguồn thông tin. Bởi vì là chúng ta biết được rằng là trong dịch Covid-19 này, bên cạnh một cái mặt trận là chúng ta phải chiến đấu lại với virus SARS-CoV-2 thì còn một mặt trận nữa cũng quan trọng không kém, đó chính là mặt trận thông tin. Trong khi chính phủ của chúng ta thì luôn luôn cố gắng là làm sao để mang đến thông tin thiết thực nhất cho người dân, mà chúng ta vừa phải phản ánh khách quan tình hình mà lại vừa không làm cho người dân hoang mang lo lắng, thì đôi khi một bộ phận những người sử dụng mạng xã hội, bởi vì đó là mạng xã hội cá nhân nên là mọi người hoàn toàn có thể đăng những cái thông tin cá nhân lên, nó làm sai lệch đi cái nội dung thực tế, và từ đó thì có thể gây tới là đầu tiên là chúng ta sai lệch thông tin này, chúng ta tuyên truyền sai, và cái điều tiếp theo đó là chúng ta sẽ ảnh hưởng tới bức tranh toàn cảnh của chống dịch. Vì thế mà em nghĩ rằng là việc sử dụng mạng xã hội cũng cần phải thông minh, đó là chúng ta, bản thân chúng ta đăng thì không ai cấm, nhưng chúng ta đăng sai thì chúng ta cũng cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đúng, chính xác. Và thời gian qua thì chúng ta thấy cũng một cái việc nữa, ngoài việc là gây tranh cãi trên mạng xã hội để dẫn đến là những cái ý kiến trái chiều với nhau, thì Vân Thảo thấy là thời gian qua là cái cụm từ quá khoe khoang gắn liền với các boss hay là các CEO thành công trong thời gian qua thì cũng được đề cập rất là nhiều. Ví dụ như là kể cả ngay cả chính trang cá nhân của Vân Thảo cũng sẽ có những cái người bạn mà họ cũng, ví dụ như quý vị nhìn trên màn hình đây, cũng tương tự như cái hình ảnh như thế này, là hoặc là phải họ chế check lại in, hoặc là đúng rồi, chính họ là check như in thế. Tại là những quán cà phê sang chảnh này. Dạ. Hay là đi xe siêu xịn rồi xách những cái túi xách siêu xịn hay gì đó chẳng hạn đi, thì cũng được nhắc đến rất là nhiều. Thật ra thì Thảo nghĩ rằng là cái việc khoe khoang ở đây ấy, thì không biết là Trang và chị Phương nghĩ thế nào, nhưng mà nếu như ngày hôm nay bản thân của Thảo nhé, nếu mà Thảo mua được một cái túi xách đẹp thôi chứ không cần phải xịn, thì mình cũng có quyền là đăng lên trên cái tin 24 giờ của mình. Thảo nghĩ cái đó thì nó cũng không hẳn là khoe, bởi vì đơn thuần là mình muốn ghi lại những cái dấu ấn gì đó mà của Phương mình thấy thôi. Nhá, Phương thấy nhá, nếu mà có khoe thì cũng không làm sao cả Thảo. Nhưng mà mình có nghĩa là Thảo nghĩ rằng là cái khoe của mình nó cũng vừa phải thôi, vừa phải thôi. Và ví dụ như nếu mà mình đăng lên và mình bảo rằng là cái túi xách của mình là một trong cái túi hàng hiệu hàng đầu hay gì gì đấy, mà nếu như nó không đúng ấy thì lúc đó mới là khoe khoang. Tức là nếu nó là của mình thì đúng mình rồi, có thể khoe được, còn nếu như mà em mà đi mượn của chị Phương mà em đăng lên là của em thì là không được. Chính xác. Và chưa kể là các bạn này thì trong thời gian qua chúng ta thấy đấy, Thảo kể cho mọi người là năm vừa rồi sinh nhật của Thảo thì Thảo có chụp một cái bộ ảnh, và bạn ấy đưa cái bạn chụp ảnh này, bạn bảo mình là mặc cái vest này vào đi, thì khi mặc vào xong Thảo mới bảo là thôi thay bộ khác. Bạn hỏi sao vậy, cái mặc vậy giống boss quá à, kiểu boss kem trộn á, là kiểu là đánh tóc phồng lên rồi ngồi trên mặc vest. Đúng rồi, mặc vest rồi ngồi trên những cái ghế mà kiểu rất là quyền lực ấy, thì Thảo không có chịu, mà bạn ấy bảo rằng là trời ơi, người ta vì người ta bán kem trộn thành ra người ta mới là boss kem trộn, còn chị là boss MC. Thì chị bảo cái bạn chụp ảnh bạn nói như vậy, nhưng mà thực ra thì bản thân của Thảo thì đôi khi là khi mà tiếp nhận những cái thông tin bị tiêu cực, nếu như mà mình không có ý đó thì mọi người vẫn dễ bị tiêu cực chung với mình. Ví dụ như là mình không hề bán kem trộn, mình không hề gì cả, nhưng mình cũng không phải là đi check in sang chảnh, mà đơn thuần thôi là mình đi uống cà phê và mình chụp được một cái quán đẹp, nhưng mà mọi người bị tiêu cực với nhiều người, nên đến khi lúc mà họ nhìn thấy hình ảnh của mình thì họ cũng sẽ tiêu cực tương tự như thế. Thực ra em nghĩ là cũng là do bởi vì họ bị bội thực cái hình ảnh đó quá. Đúng rồi. Bởi vì là những cái người mà họ làm chủ đích làm hình ảnh để lừa người khác á, thì họ luôn có một cái motif, đó là lúc nào trông cũng phải thật là quyền lực, thật là sang chảnh, đúng không? Phải thật là nhiều thứ lấp lánh xung quanh thì mới khiến được cái uy tín của mình tăng lên. Thành ra là mọi người khi mà nhìn nhiều những hình ảnh đấy quá thì mọi người sẽ bị bội thực, và mọi người sẽ bị phản cảm với cái hình ảnh mà cứ là làm đầu tư này, rồi là làm boss này, làm CEO là phải theo một cái mô típ đó, nên là mọi người bị sợ. Nhưng mà thực ra em nghĩ rằng
nếu mà là bản thân mình, bản thân những cái người mà làm hình ảnh như vậy thì sẽ rất là mệt mỏi. Em không biết là mọi người, khi mà mọi người làm thế thì mọi người có mệt mỏi hay không, nhưng mà mình nghĩ thôi mình cũng đã mệt rồi, bởi vì đó không phải là con người của mình. Lúc nào mình cũng phải cố gắng để theo một cái mô típ như thế, lại còn sao có một cái siêu xe thôi nhưng mà phải 12 người đứng đợi để lần lượt chụp ảnh và up lên, rồi là có đến 8 giờ thì làm gì, 12 giờ thì làm gì, lịch trình làm việc. Nó không phải là con người mình. Và nếu như mà làm việc theo cái kiểu như vậy để chủ đích là để lừa người khác, làm hình ảnh để lừa người khác mà không phải là thực chất ấy, thì em nghĩ đó không phải là cái cụm từ làm hình ảnh nữa. Trang với chị Phương biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là 15 giờ là giờ để chúng ta đăng ảnh là ngồi uống cà phê và không, nhưng mà bây giờ là mình cũng vẫn đang ngồi ở đây để đọc kịch bản. Thật ra Phương thấy Phương rất là muốn nói thêm cái ý của cả Trang và của cả Thảo về cái việc mà gọi là tạm gọi là khoe khoang đi. Dạ. Thực ra khi mà Phương vẫn trung thành với cái quan điểm, mà không biết là cái quan điểm này khi quý vị nghe thì quý vị có thấy là nó hơi bị vật chất hay không, nhưng mà mình vẫn thấy á, chỉ sợ là chúng ta không có điều kiện để chúng ta khoe thôi. Còn khi mà có điều kiện thì nếu chúng ta thích thì chúng ta cứ khoe, bởi vì cái đó có thể biết đâu đó là một cái sự rất là tự hào của chính bản thân mình. Bởi vì rất là nhiều người đã phấn đấu, đã làm việc rất là lao động, rất là hăng say, rất là chăm chỉ để tạo ra được cái thành quả đó, dù là cái túi hiệu hay là cái xe siêu xe đi. Nếu mà chúng ta có đăng lên trong mạng xã hội á, nó cũng không có gì là trái pháp luật và nó cũng không ảnh hưởng đến mọi người. Bởi vì nếu như có người ảnh hưởng thì chẳng qua là họ đang đem cái góc nhìn tiêu cực, họ phán xét cái cuộc sống của chúng ta mà thôi, chứ họ cũng không biết được là để có được những cái điều đó chúng ta đã trả giá, đã phải trải qua những cái gì, đã phải lao động ngày đêm không ngừng nghỉ như thế nào, cố gắng như thế nào. Thế nhưng mà chẳng qua là khi chúng ta đăng những cái hình ảnh đó lên, nếu như mà chúng ta có thể thấy là chúng ta gạt được những cái thị phi mà khi người ta nhìn vào những cái tiêu cực, như người ta thấy, như người ta bảo là có bao nhiêu tiền đâu cũng khoe, có chiếc xe, có chiếc túi hiệu mới sắm đây thôi mà cũng khoe, liệu là chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái câu comment như vậy, chúng ta có bị dao động hay không, rồi chúng ta có bị buồn bởi những cái câu phán xét như vậy hay không? Đó là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận trước những cái bài đăng mà gọi là có tính chất hơi khoe mẽ xíu của mình, là liệu là chúng ta có gạt hết được những cái thị phi, những cái cái điều tiếng mà người ta nhắm vào mình, người ta nói đến mình hay không. Đó là cái điều mà Phương nghĩ là mình nên cân nhắc rất nhiều. Vâng, em nghĩ cái quan điểm đấy đúng, bởi vì là đôi khi nha, ví dụ như em chẳng hạn, em ít khi mà ví dụ như không có xe để khoe, chị không có túi để khoe, không có nhà để khoe, nhưng mà thường thì mình hay đăng ảnh, những cái ảnh làm việc của mình lên, và cũng có những người vào inbox em riêng, inbox vào trong Facebook của em đã nói là trời ơi, có mấy cái hình ảnh khoe đi khoe lại à, đâu có ai muốn nhìn đâu, đâu có ai muốn like đâu, đâu có ai muốn gặp đâu, mà cứ khoe đi khoe lại. Đó, nếu mà mình cảm thấy rằng là mình bỏ qua được những cái câu comment như vậy, những cái lời inbox như vậy, thì mình có thể khoe. Còn có một thứ mà em nghĩ rằng là với bản thân em, như chị nói, em không thể nào bỏ qua được, đó là chuyện tình cảm. Thì thường là em sẽ khó khoe lên mạng xã hội, bởi vì là đôi khi em không thích là người ta chuyện tình cảm là chuyện hai người, thì em không thích là người ta đem ra để người ta bàn tán, người ta mổ xẻ, người ta nói về nửa kia của mình và nói về chuyện tình cảm của mình, thì em lựa chọn là em sẽ không khoe. Thì đó chính là cái mà em rất là đồng tình với lại ý kiến của chị Phương. Và nói như Trang với chị Phương thì Thảo thấy một điều, đó là nếu có phải trả giá thì em cũng chấp nhận phải trả giá cho những cái bình luận đó, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra Thảo nghĩ rằng là từ cái khoe mẽ này, nó không chỉ là cái câu chuyện mà làm hình ảnh cá nhân nữa, mà nó ảnh hưởng đến một cái thế hệ tiếp nhận. Ví dụ bây giờ là chúng ta thấy là những CEO hay những boss thì đa số là ở cái độ tuổi 2K rất là nhiều, ngang ngang cái tầm đó rất là nhiều. Thì khi mà mình đăng tải những cái thông tin là ví dụ như là kêu gọi là Thảo cũng đã từng được một người tư vấn về việc là tăng cái tài chính của mình một cách rất là dễ dàng. Hồi đấy thì Thảo có nhận được một cái tin nhắn của chị, là chị bảo là Thảo chỉ cần đưa cho chị 2 triệu 6 thôi, và chỉ cần ngồi đợi thôi, sau 6 tháng thì sẽ có thành là 80 triệu thì phải. Thì lúc đó thì Thảo có nghĩ rằng là làm gì có cái gì kiếm tiền mà nó dễ như thế. Và lúc đó mình cũng sợ, tại vì thật ra Thảo thì cũng thú thật với mọi người là những cái con số Thảo không quá giỏi, kể cả cái việc cộng trừ nhân chia đôi khi mình cũng bị nhầm nữa. Ngày xưa mình đi làm thêm ấy, mình cộng bị thiếu liên tục, và ngày nào ví dụ đi làm thêm một tiếng được có 15.000 thôi, nhưng mà có thể ngày đó phải bù tới 30.000 là cũng có thể, là bởi vì là mình không có giỏi về quá nhiều con số. Thành ra mình từ chối. Sau một khoảng thời gian thì Thảo không thấy chị chơi nữa, nhưng mà có một cái đoạn thời gian đầu ấy, làm cho mình cảm thấy rất là tin tưởng. Và nếu như lúc đó mình không có được cái sự hỗ trợ tư vấn từ phía là người thân, người nhà cũng như những người am hiểu về mặt tài chính, mình rất là dễ bị sa đọa vào trong cái việc là nhân đôi hoặc là nhân ba, thậm chí là nhân rất là nhiều về cái tài khoản của mình. Tại vì hồi đó là mình mới ra trường, mà hồi đó Thảo ra trường là cái tháng đầu tiên Thảo đi làm được 1.8 triệu, thì mọi người nghĩ nếu mà từ 2.6 triệu mà nhân lên 80 triệu đi,
thì mình rất là dễ bị thu hút vào đấy. Thì đúng một rồi. Cái bài học mà từ Thảo đã học được, và Thảo cũng nói với em gái của mình luôn là không có đồng tiền nào là đồng tiền dễ dàng cả. Vì thế khi mình tiếp nhận bất kỳ thông tin gì, mình nên có cái sự tìm hiểu và tham khảo ý kiến của mọi người. Và Thảo cũng không ngại giấu dốt. Ví dụ như Thảo biết chị Phương biết về tài chính chẳng hạn đi, Thảo là chị ơi nếu mà bây giờ em muốn chơi cái này thì cái này nó có thật hay không, thì mình có thể hỏi. Còn bây giờ là nhiều bạn, các bạn bị ảnh hưởng bởi cái hình ảnh là tại sao người ta bằng tuổi mình mà người ta có nhà, có xe, rồi là có bồ xịn đi chẳng hạn đi, thì tại sao mình lại không nâng cấp hình ảnh của mình lên? Và các bạn bị nâng cấp hình ảnh theo kiểu là đốt cháy giai đoạn, thì có nghĩa là đốt cháy luôn cả cái giai đoạn cuộc đời của mình trong thời điểm đó. Em nghĩ không phải là đốt cháy giai đoạn mà đang không phải là làm hình ảnh mà đang làm khống cái những gì mình có, tức đúng là mình rồi. Chỉ có một thôi, thì họ làm lên tận 20-30 thì đó không phải là cái làm hình ảnh. Làm hình ảnh là chúng ta có 10 và chúng ta để cho mọi người thấy rằng là chúng ta có 10, thậm chí là mọi người sẽ hiểu tốt hơn một chút. Đúng. Thì em nghĩ là làm hình ảnh cũng phải là từ những cái thực chất, chứ không phải là chúng ta không có mà chúng ta làm thành có được, thì bản thân em nghĩ rằng là đấy không gọi là làm hình ảnh. Yeah. Thực ra với cá nhân ở một cái góc nhìn khác của Phương thì Phương thấy đó cũng là việc làm hình ảnh, nhưng mà nó không mang cái mục đích là làm hình ảnh tích cực giống như Y Trang, nhưng mà nó là cái việc làm hình ảnh tiêu cực. Bởi vì cái việc làm hình ảnh này cũng chính là cái nghề của một số đối tượng ở trên mạng xã hội. Yeah. Người ta làm hình ảnh, người ta nói quá lên những gì mình đang có, giống như người ta nói từ một, người ta nói có lên là 100 rồi 1000 để nhằm tạo một cái cột mốc rất là đáng tin, nhìn vào cái sự xa nhưng hoa, mà đến nhìn lúc vào cái mà sự sang có trọng. Khủng hoảng truyền thông thì lúc đấy xử lý mới gọi là thực sự là khổ, nếu như chúng ta làm chính quá xác. Lên quá nhiều lần. Đúng rồi, nhưng mà thực ra Phương thì không biết nhiều đến cái việc mà xử lý khủng hoảng truyền thông sau đó của những đối tượng đó như thế nào. Nhưng Phương có thể thấy được là khi mà người ta làm hình ảnh như vậy á, nó sẽ làm cho những cái người mà gọi là hâm mộ, những cái người mà nhìn vào đó, người ta cảm thấy là người ta khao khát cái cuộc sống đó. Và hầu như những cái đối tượng làm hình ảnh đó thuộc về tín dụng đen này, hoặc là những cái mà chiêu hình thức mà cho vay rồi gọi vốn rồi, đúng rồi, hình thức đa cấp. Và khi mà người ta làm một cái hình ảnh đáng tin như vậy, một cái vẻ ngoài có tiền như vậy, thì người ta kêu gọi vốn hoặc là người ta kêu gọi những cái con mồi đầu tư vào trong cái lĩnh vực mà kiểu như kinh doanh sẽ rất là dễ dàng hơn rất là nhiều. Và Phương biết đã có rất là nhiều người bị sập bẫy bởi cái chiêu thức lừa đảo như vậy. Cho nên qua câu chuyện của Phương Thảo kể thì Phương thấy là cái việc mà khoe khoang trên mạng xã hội á, nó còn đem lại một cái sự tiêu cực cho cái người nhìn và người thấy những cái post, những cái bài đăng đó. Và cái này thì nó liên quan mật thiết đến cái việc mà chúng ta chọn lọc thông tin như thế nào nữa. Thực ra chúng ta dùng mạng xã hội, nhưng mà nếu như chúng ta không tự biết bảo vệ mình trước mạng xã hội, trước những cái thông tin tiêu cực trên đó, thì sẽ rất là không ổn. Bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể trở thành nạn nhân của những cái chiêu lừa đảo, những cái chiêu dụ dỗ rất là tinh vi ở trên những cái trang mạng này, đúng không Phương Thảo? Dạ vâng. Và rõ ràng là nếu như mà mình không kiểm soát thì mình dễ bị cuốn vào, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi vị thành niên trong thời điểm này. Vì thế mà quý vị cũng lưu ý việc chúng ta có quyền sử dụng mạng xã hội bất kỳ theo một cái cách nào mà mình muốn. Chẳng hạn như là như chị Phương đăng ảnh về nấu ăn, nấu uống, nhà cửa như một người phụ nữ của gia đình, hay là của Trang thì một người phụ nữ của công việc chẳng hạn đi, thì cái điều đó nó không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là mình đăng ảnh và mình có mục đích định hướng như thế nào cho bản thân của mình, và tránh việc là mình để những cái thông tin của mình khiến cho người khác bị tiêu cực, và thứ hai là tiếp nhận những cái thông tin tiêu cực từ người khác. Dạ vâng, đúng ạ. Và chúng ta biết rằng là khoe thì không xấu, nhưng mà đúng. Quan trọng rằng chúng ta cần phải biết rằng là cái gì đáng khoe, khoe với ai, khoe ở thời điểm nào, đó là một sự cân nhắc tế nhị để chúng ta không tự làm xấu đi hình ảnh của mình và không vô tình gây tổn thương người khác bằng chính niềm vui và sự thỏa mãn của chúng ta. Hy vọng rằng qua câu chuyện vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng có thể biết được là chúng ta nên làm gì, nên khoe như thế nào ở trên mạng xã hội để có thể làm đẹp hình ảnh của mình mà không ảnh hưởng đến người khác.